Flamingo Holding Group, 26 năm sải cánh vững vàng, Flamingo đã có bước tiến thần kỳ trên mọi lĩnh vực: bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, dịch vụ, xây dựng, kiến trúc và nghệ thuật. Trên cơ sở tôn trọng và bảo tồn các giá trị tự nhiên, Flamingo đem đến một phong cách sống hoàn toàn mới, hiện đại, đẳng cấp, độc đáo, sang trọng giữa thiên nhiên cùng trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng. Flamingo là doanh nghiệp duy nhất được vinh danh bởi hơn 300 giải thưởng danh giá hàng đầu thế giới, 23 giải thưởng kiến trúc xuất sắc nhất thế giới, 20 giải thưởng công trình xanh ấn tượng toàn cầu, 5 kỷ lục Việt Nam độc bản, 24 giải thưởng điểm đến hoàn hảo và sang trọng hàng đầu thế giới, 11 giải thưởng thương hiệu uy tín nhất Việt Nam và khu vực, 2 giải thưởng tiêu biểu về nghệ thuật và hơn 200 giải thưởng nổi bật về du lịch. Đặc biệt, tháng 6 vừa qua, Flamingo đã xuất sắc giành chiến thắng hai hạng mục quan trọng trong hệ thống giải thưởng bất động sản danh giá nhất thế giới International Property Award 2022 tổ chức tại London, Vương quốc Anh. Flamingo cũng là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất xuất sắc giành cú đúp chiến thắng hai hạng mục tại giải thưởng bất động sản BCI Asian Award 2022. Thành tích nổi bật này xuất phát từ tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi luôn được Flamingo theo đuổi và phát huy. Flamingo là tập đoàn duy nhất tại Việt Nam tiên phong trong những lĩnh vực bất động sản, dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch lữ hành và quy hoạch kiến trúc. Sứ mệnh của Flamingo là kiến tạo nên hệ thống giá trị thực bằng cả trái tim và trí tuệ, đem đến những sản phẩm vượt trội đi kèm với dịch vụ hoàn hảo, tất cả vì khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên và cộng đồng xã hội. Điều làm nên giá trị cốt lõi của Flamingo chính là nhân văn, trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm, xuất sắc. Những giá trị này là ánh sáng dẫn đường để Flamingo chinh phục những thành tích mới, vươn lên trở thành tập đoàn đa ngành, dẫn đầu trên nhiều lĩnh vực. Flamingo Land là những địa đàng có thực với những công trình xanh theo tiêu chuẩn quốc tế, đem đến phong cách sống sang trọng giữa thiên nhiên. Flamingo Resort là những thiên đường nghỉ dưỡng, hệ sinh thái 5 sao, tiện ích dịch vụ đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Flamingo Red Tour khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành dịch vụ lữ hành. Flamingo Hospitality nâng tầm trải nghiệm khách hàng, đem đến những kỳ nghỉ hoàn hảo. Flamingo Architecture kiến tạo giấc mơ xanh, tiên phong cho kiến trúc xanh tại Việt Nam, trong đó có huyền thoại rừng xanh trên cao, Forest in the Sky. Flamingo Forest City kiến tạo nên định nghĩa mới về không gian sống tại các đô thị. Flamingo Value kiên trì với hành trình Trần Thiện Mỹ, nỗ lực bảo tồn và phát triển văn hóa nghệ thuật, đồng thời đề cao giá trị nhân đạo, nhân văn. Ngay từ khi bước vào lĩnh vực đầu tư bất động sản cao cấp, ban lãnh đạo tập đoàn đã ý thức rất rõ về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển phải song hành với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Điều đó đã tạo nên những nét khác biệt và ghi đậm dấu ấn thương hiệu Flamingo trong thị trường bằng những sản phẩm tinh tế, thân thiện với môi trường, những dịch vụ đẳng cấp mang tiêu chuẩn 5 sao cùng hệ thống tiện ích đa dạng, giúp mang lại những trải nghiệm đáng nhớ dành cho mọi đối tượng khách hàng. Flamingo tạo dấu ấn trên thị trường bằng nhiều dự án tiêu biểu đã và đang đi vào hoạt động. Top 10 resort đẹp nhất hành tinh, Flamingo Đại Lải Resort tọa lạc tại xã Ngọc Thành, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc với quy mô 123 hectare, bao gồm nhiều loại hình villa nghỉ dưỡng sang trọng cùng các căn villa trên cao, được bao bọc bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Đại Lải. The Legend Villas cùng với hệ thống biệt thự tổng thống đẳng cấp thượng lưu độc nhất thế giới với thiết kế sang trọng, kiến trúc xanh tinh tế và đặc quyền quý tộc được cá nhân hóa đến từng chi tiết, xứng danh là những huyền thoại trong ngành bất động sản nghỉ dưỡng. Tại Hải Phòng, tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại đảo Ngọc Kỳ Vĩ, Flamingo Cát Bà với 3 tòa tháp xanh nằm tại Vịnh Lan Hạ, vịnh biển đẹp nhất thế giới, đã khẳng định vị thế và tầm vóc của thương hiệu Flamingo. Với hơn 1.000 phòng và hệ thống dịch vụ đẳng cấp 5 sao, tổ hợp nghỉ dưỡng này đã góp phần quan trọng thay đổi toàn bộ diện mạo cho du lịch Cát Bà, giải tỏa cơn khát du lịch hạng sang, gia tăng sức hút du lịch trong cả 4 mùa, góp phần nâng tầm vị thế của trọng điểm du lịch Cát Bà trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Với sự phát triển không ngừng, cùng khát vọng được kiến trúc Forest in the Sky huyền thoại vươn xa tới những vùng đất tiềm năng trên toàn quốc, Flamingo đang nỗ lực từng ngày để kiến tạo nên những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp, kế thừa những tinh hoa và kinh nghiệm quý báu từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn của Flamingo. Quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến, khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với tổ hợp nhà phố thương mại, khách sạn mini, căn hộ biệt thự trên cao, tổ hợp công viên chuyên đề safari, công viên vui chơi giải trí sôi động, hiện đại, khu thương mại, khu dân cư ở tiện nghi, độc đáo. Quần thể đô thị sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng Hồ Núi Cốc, tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại liền kề, khách sạn, nhà ở, công trình hỗn hợp và công cộng hiện đại. Bên cạnh những khu nghỉ dưỡng xanh đẳng cấp quốc tế, Flamingo sẽ tiếp tục đặt bước chân xanh trên mọi miền đất nước. Với khát vọng làm mới bộ mặt đô thị theo hướng xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn,
các dự án của Flamingo Forest City sẽ mang rừng về giữa phố, kết nối con người với tự nhiên và đem đến môi trường sống hoàn hảo cho con người. Những giây phút hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin yêu của khách hàng chính là giá trị đích thực của sự thành công bền vững mà người Flamingo luôn hướng đến. Người Flamingo hôm nay đang kề vai sát bên nhau với sức mạnh nội lực, sẵn sàng bứt phá vươn tới những thành công mới, mang thương hiệu Flamingo vươn cao vươn xa trên toàn quốc và trên thế giới.